được sáng nhờ quay thần lực, anh đạo vàng Phật cổ như thôi cũng ngày nay là cũng hữu duyên gặp hai cậu, nhất là cậu Lê Thanh với cậu Thảo. Thì Lưu Thị Thu Trang, pháp danh Minh Trang, trước là bữa nay là cũng như là hàng năm đáo lễ tại miễu vàng của ông hai bà hai, hàng năm là quy tụ về đây, trước là cung kính tổ thầy, tiền tổ hậu tổ và trăm kiến họ. Thì ở đây nó nói chung là nằm về cái chân linh của ông hai bà hai, là cái điện du di của trên thiên định xuống. Thì á, hữu duyên là Minh Trang cung kính đảnh lễ, trước là cầu cho trăm kiến họ, bà con cô bác kiều bào từ xa tất cả các nước về tới Việt Nam mình, là kêu gọi là nhất hợp đồng một hội họp cùng với nhau, để mà trong cái cuộc sống nhà nào cũng được ấm im, nhà nào cũng hạnh phúc, để cho con cháu nó học nôi gót về sau. Thì ngày hôm nay là cũng hữu duyên chúc tất cả các anh chị và con cô bác luôn khỏe an vui, sao cho nguyện vọng những điều ước mong, chúc bà con đạt được niềm vui mà bao nhiêu kỷ niệm tấm lòng đẹp tươi, chúc bà con
có một nụ cười, có nhiều đặc điểm mọi người mến thương. Chúc bà con như sợi chỉ hồng, thiêu nhiều con bướm trên cành hoa tươi. Hoa tươi đỏ thắm nụ cười để làm kỷ niệm vô vàn tình thương. Tình thương đại đồng, tình thương bác ái, tình thương nhân hậu. Vì gì mình có năm cái tạ ơn. Tạ ơn thứ nhất là tạ ơn thầy tổ. Tất cả ai cũng vậy, cũng có cha mẹ của quyền của mình. Tạ ơn thứ hai là tạ ơn ông bà nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ vị lai. Tạ ơn thứ ba là tạ ơn cha mẹ sinh thành. Tạ ơn thứ tư là tạ ơn đặc xá quân ân. Tạ ơn thứ năm là tạ ơn những người giúp công ở dưới đất nước. Thì thường thường mình đây lại đây mình cũng trước là trình cha trình mẹ rồi tới năm mẹ giảm băng ngũ hành. Thì thường thường ta nói là kim mộc quả thủy thổ. Thì năm cái đức bông này, bông thứ nhất là bông hạnh, phải hiếu hạnh dạng toàn. Bông thứ hai là bông dạng thọ, sở cầu, sở nguyện, sở như ý muốn. Bông thứ ba là bông huệ, huệ tâm, huệ tánh, huệ nhãn, huệ căn. Bông thứ tư là bông xứ, khi khẩu con nói ra phải thơm tho khắp xứ cùng lạc. Bông cuối cùng là cái bông hoa hướng dương, cuộc đời của tất cả bà con của mình ai cũng được dương lên và chữ giàu sang phú quý để mới giúp đời và xã hội sau này. Thì nói chung á, trong cái tạ ơn này á, nó nhiều cái trường hợp mình không thể nói ra trong cái tâm linh. Thì cái duyên á, do của quyền ông bà mình cho tất cả các con cháu mình mỗi một cái duyên, mỗi một cái ghế ngồi, một người cách khác nhau, không ai giống nhau được. Thì ở đây á, Minh Trang á cũng là hữu duyên để lên cái này, là cũng như là trước làm một cái sự hóa giải để mà bác ái đại đồng, đem lại những niềm thương, tình yêu. Dầu cái người đó có đúng hay sai, nhưng mà Minh Trang luôn luôn lúc nào cũng đối với những người đó càng gần gũi hơn. Bị gì họ đã cái đầm cái gì đó, mình càng gần gũi nhau thì mình mới được cái phước báo của mình, chứ mình không có phân biệt cái đó là giỏi hay là không giỏi, cái đó là tài không tài, cha mẹ thầy tổ của mình cái du di cho sao thì mình làm theo vậy. Thank you.
19 là gốc của nội ở tại Người Hoa. Lại cũng có bác, các phần bác cũng về bên mấy ông mà bên Quang Thánh, Quang Thánh á. Là cũng như là đi thang, là đi lửa, đi miễn rồi đó, nhai nhai ly. Nhưng mà sao mà nói chung là con cháu thôi, nam không có, bây giờ còn nữ mà. Cho nên thì tự nhiên bên khi đi qua bên ông Bổn, qua bên Cò Kè cũng chọn nữa. Còn cũng có thể cũng có xiên quay hoặc là những cái gì ngậm lửa làm bình thường, nhưng mà bình thường luôn. Có vẫn làm được. Bây giờ vẫn còn không chị? Còn 27 tháng 7 về Cầu Kè. Cầu Kè, Trà Vinh hả? Trà Vinh. 27 tháng 7 là vậy đó. Tại vì năm nào cũng lấy sắt ở đó chứ. Cái sắt của bên Cầu Kè, năm nào cũng phải về đó. Về đó. Cho nên là cái gốc của bên nội á đã có sẵn rồi. Rồi năm 1817 là cái gốc bên ngoại Hồ Quỳnh. 27 tháng 7 giống ngày thương binh liệt sĩ quá. 27 tháng 7 âm lịch. Còn ngày liệt sĩ là 27 tháng 7 là Tây Dương lịch. Nó khác nhau. Rồi năm nào cũng đi phải về bển là lấy sắc ấn ở đó chứ. Cho nên cái tiền tổ hậu tổ cũng có gốc làm thầy của nhiều đời rồi. Đó. Thì cái này là tự nhiên là ông bà cho mình thôi chứ cũng không biết học gì, không biết gì chứ. Không biết học gì chứ. Nó cũng ông hổ chọn xác chị, nhưng là năm ông hay là chỉ một ông ha? Cũng như hồi nãy là cái luồng gió thôi, là cái như là ông hai về. Ông hai là chủ miễu hồi xưa trong kiến họ này. Thì khi ông hai được từ ở trong á đi ra, mặc cái bộ đồ nâu á, áo túi á, đi ra thì cầm cái đạm như là có cái lịnh gì nó ngộ lắm, với cái đầu gối. Ông hai mới dẫn đi ra đây này trình trong quan rồi đặng cho về sắc của mấy ông hộ. Chứ không phải cho sắc mong về, tại vì ngày mai là mới lên sắc của mấy ông này. Tại vì ông này mới lên sắc về mới. Cho nên là vậy. Cho nên á khói hương sông thấu lời sám nguyện, tiếng kệ giảng kinh khóc hàm sầu, chuông ngân văn dặn lời tha thiết, tiếng trẻ thơ khóc tuổi dại khờ, đầu cuối lại quyền di tối thường, ân xá truyền mạng kệ màng ba, đầu xá lại Như Lai Phật tổ, phụ tình thương hỷ xả đại từ, trước đèn trời hoàng thiên soi xét, tâm vô minh che lấp phù mờ, con được sáng nhờ quay thần lực,
anh đạo vàng Phật cổ Như Lai. Chính kiếp trần ta vẫn giữ chữ nhân tôi, tay cầm quyền tay cầm bảo vật, dấu bác thiên chờ lệnh tề ban. Thì ông bà mình kia mình giấu đi tới ngày giờ ra thì mình ra, ở không cái này mình không phải là ra mình dẹp loạn bị gì á, trong cái cũng như là sắc phong là văn võ phải ra nó vẹn toàn. Mà cha mẹ tổ thầy mình cho mình những cái này mình nên cần giấu, đừng ra kẻ ta. Đúng rồi, mà không được ra kẻ, mình giấu đi thì chờ ngày ông bà cho mình dẹp loạn lại, dẹp loạn những cái tà kiến, trực kiến, bạc mất ma ha say. Chính phương trời, mười phương Phật, Đông Tây Nam Bắc, thần hoàng bụng cảnh đất đai, dương trạch bên gừng, bên gú, bên chú, bác long thần hộ pháp, dẫn ba ngũ hành, chính sái đại càng quốc gia Nam Hải. 36 tổ thầy, ông Lục, ông Lèo, ông Mội, ông Chào, ông Sim, tức như là 70 thở gì Lục. Bẹp mốt ma ha say, xây chuyển cho tất cả bá gia bá tánh quay đầu về bờ. Đó, tức như mình không có mê tín vào những cái nó tâm linh tà hoặc là ma, nhưng mà nếu là có ma đi chăng đó là cũng gọi là Phật ma, nhưng mà tùy theo tâm thức mỗi người mê.
còn mình không có mê, phải không? Tại người ta mê cho nên người ta trượt ra, người ta không biết. Còn cái tâm thức mình không mê, tất nhiên sáu chữ lục căn mình, thiên nhãn nghĩ từ cách chân lông hay là khẩu mình phát ra, ông bà mình cho thấy là mình nhớ hết, làm những gì mình làm cũng nhớ hết, không bao giờ quên. Bởi vì mình đã có thiên vĩ ông mà ở sau lưng mình rồi, cho mình nói thì hồi mình lặp lại cũng nhớ, tôi đang làm ở đó. Thì ví dụ dưới là tôi làm đó có hài lòng với quý vị hay không, sai gì ở nơi sai thì học thêm nữa, không à, thì nói như vậy thôi. Gốc tổ tiên của mình là ngày xưa là cũng là thầy hay... Gốc ông nội là họ Lưu, ông Lưu Đồng là cũng làm thầy mà người qua đi qua Việt Nam ra đây là Lưu Thị Thu Trang, Pháp Danh Minh Trang. Vậy đó. Cái lễ hội mà cắt lử hay là xiên que cái đó là có phải gọi là lễ hội hành xác đúng không chị? Cái đó hành xác. Cái đó là hành xác, hành xác. Cái lễ hội khi mà về đó là hành xác và xiên que. Cái đó, cái này hồi nãy nói chung là khi mà cái này ra tới cái luồng cũng hai về. Chứ nếu mà nói thường thường cũng binh về đó là ổng về phải đốt nhang cối. Nhang cối thì ổng đưa vô lử là ổng phóng lộc cũng như ổng trượt. Ông trượt tất nhiên là khi mà hậu vệ thần, hậu vệ phòng phòng là bên đó nam nữ là tả ban hữu ban. Thì ổng về thì ổng cho cái nhang vô lữ á, làm đầu ổng phúng rượu là ổng trượt. Ổng bắn nhân thiên là ổng trượt, ổng dẹp hết, ổng sạch rước ra cho chai vô. Chứ không phải là không có gì, thôi phải hiểu á. Khi lúc mà phun ông hổ phun rượu lên là cái đó là cái ý nghĩa gì không chị? Cái khi mà ví dụ mà cái đó là như là nó trượt uế. Ví dụ ở đây có những cái phần nó tích tụ ngân cả có cái quan gia chế chủ nhiều đời nhiều kiếp trong khứ vị lai, người ta tích tụ cắt cái dông hồn chấp với nhau. Khi mình trượt cái gụ đó ra đó thì có các vị này về, tất nhiên khi mình trượt cái dông hồn này á từ đâu đến, tất nhiên cha cho sắc mình lấy cái trượt cái dông hồn này á phải có mẹ Quan Âm đứng sẵn chờ đó, bắt những cái dông hồn này phải gửi về cho Địa Tạng Vương Bồ Tát người ta mới được đầu thai. Còn những cái quan hồn ăn mà cứ tới bay lẫn ở đây thì ta mới trượt mới gớt chai vào chứ là không có gì hết. Không, cho nên gương trí huệ từ bi tế độ chiếu sáng trần khắp cả thế gian, kể từ khi con đã thanh nhàn, nghiệp bệnh tật tiêu dần quá giải, đầu cuối lại Ngọc Hoàng Thượng Đế, ba lại này con dám nào quên. Mỗi khi con nghe lời kinh tiếng kệ là việc mình nhớ lại lúc ban đầu, ngồi âu sầu ôm đầu ghen nghĩ, đau nhất mình quằn quại toàn sang thân. Tự nhiên sao đau nhất? Mình làm sai mình mới bị đánh mới đau nhất. Chứ tự nhiên đến đây mình đi ra ông bà mình dẫn mình vô, phải không? Vô ra bình thường, con cháu ra bình thường, mạnh giỏi bình thường, khỏe. Còn tại sao những người vô ngã ạch rồi tự nhiên ra, sao tôi mỗi vô tôi nhức quá, giờ tôi nhức tay nhức chân. Đó là bị trượt á. Trượt á. Còn ha, cái đó mình trượt. Cho nên Đức Thầy cũng có nói mình với cha Địa Tạng, với cha Di Đà. Cúi đầu làm lễ Tây Phương, cha lành ba cõi dẫn đường chúng con. Mong lòng dình giữ vuông tròn, si mê nghiệp chướng nay con xin chưa. Ghen lòng kính kể sớm chưa, nguyện con ra khỏi nắng mưa cõi đời, từ đời vô hỷ vô biên. Bởi vì mê mỗi việc đời bỏ qua, muôn trong đức Phật Di Đà đối tượng đệ tử phong trần tiêu diêu. Nay con trai với đủ điều, nguyện về cực lạc hương sen của ngài. Biết nào con mới leo lên đó được. Rồi chào khán giả luôn, chào bà con cô bác mình giỏi mình mạnh.